không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Ngọc Khanh, 8 giờ ngày mốt anh đi xe lửa tới Quảng Châu. Ngọc Khanh, đang coi gì vậy? Anh Hai đến điện tín nói là ngày mốt tới Quảng Châu. Hờ, ngọn gió gì mà đem người anh phiền phức của em tới Quảng Châu? Chừng nào tới đây? Là tối ngày mốt. Vậy là phải kiếm thời giờ ăn cơm với anh rồi. Dù sao chúng ta sắp là bà con. Nói thiệt chứ, anh Hai của em có tiếng là quả phụng hoàng, có của mới tới. Anh tới Quảng Châu lại có chuyện gì đây? Anh viết đơn giản lắm, nói là tới làm công cho nhà họ Lý. Họ Lý? Có phải Lý Đức Sâm không đây? Hình như là phải. Anh Thành với nhà họ Lý không có quan hệ gì, sao lại làm công cho hắn? Hòa, nghe nói lần này Lý Đức Sâm đã hốt bạc, làm ăn phát tài. Có phải mướn ảnh về để mà quét trường ngân hiệu không đây? Anh làm gì tôi bỏ mặc, quan trọng là đừng phá tới mình tôi. Hòa, anh ba cho anh vậy là quá đáng đó, có phải không? Thì phải thì làm tôi hết hồn, nhưng mà như vậy bậy nhất thực ra là tối hôm qua. Gì? Tối hôm qua tôi đã nằm mơ. À, nằm mơ vậy? Tôi nằm mơ đám cưới. Wow, đám cưới tôi là hay đó. Khủng khiếp nhất là cô dâu đó. Hả? Ai vậy? Khi tôi dở chiếc khăn đỏ ra, tôi nhìn thấy. Ê, thôi không được. Hả? Nói đi. Tôi nhìn thấy con Đỗ Phân. Wow. Tự hỏi như vậy có phải là ác mộng hay không? Mày đi cua trai đá đành rồi còn tới phá tôi nữa, thiên lập tôi hết hồn. Đừng có buồn chậu nữa, tôi có cách rồi. Có cách gì? Nè các bạn, cờ bạc nhỏ thì có thể giúp vui. Hay là bây giờ chúng ta đánh cá, cái con đành đá đổ phần cua trai, chừng nào mới có thể lấy được chồng? Ồ, hay quá. Nè, bây giờ tôi làm cái, nếu con đổ phần trong một năm đi cua trai có thể lấy chồng á, thì một đành một. Ôi, nhưng mà nếu kiếp này á, nó bị ấy chồng á, thì 1 đến 10. Wow, cá đen. Cá đen. Mà hỏi tôi coi. Dạ, cái người chơi gì vậy? Hà xong hỉ chừng nào cua được trai, bao lâu thì lấy chồng. Nè, đặt mau đi. À, đặt mau đi. Anh lại muốn sơn. Gì đây? Cô nói vậy là cái gì? Lại làm dữ hả? Anh nói gì? Tôi nói là chị đi cua trai. Tặng giết người ta mà. Đúng rồi, có chứng có cớ ai cũng biết hết mà. Anh còn muốn đồn tới lúc nào? Không biết. Thì ít nhất cả Quảng Châu này đều biết. Đúng đó, chị đi cua trai bấy lâu là nói bấy lâu, còn nói là báo chí. Phải. Đủ rồi nha. Anh còn như vậy, tôi sẽ mép ba anh. Ây da, tôi thiệt là sợ lắm. Nhưng mà tôi cho cô biết, thật ra ba tôi cũng thích cô lắm. Tôi tin rằng ổng cũng đồng ý sẽ cho tôi cặp với cô đó mà. Nhưng mà vậy, anh đều với tôi đều là con trai. Tại sao lại xử tệ với tôi như vậy? À, xong hỉ à? Thật ra tôi cũng một lòng một dạ yêu cô đó mà. Cảm tình của tôi đối với cô suốt đời không thay đổi đó. Phải rồi, quá đi. Câm miệng lại. Quỳ này nè, cổ thiệt muốn khóc rồi đó. Vậy là ý gì đây? Khóc lóc để cho người ta thương hại hả? Lâm Anh. Hả? Có giận bỏ đi rồi, bây giờ phải làm sao? Nè, đặt thêm. Đặt cho đi. Anh Đường. Tới lâu rồi hả? Dạ không, chỉ một chút thôi. Phong cảnh ở đây thiệt đẹp quá, chúng ta đi chơi. Anh không muốn. Vậy đi coi cine. Hôm nay anh không muốn đi. Không coi cine. Bây giờ đi ăn cơm thì sớm quá. Hay là chúng ta đi uống nước? Ừ? Xin lỗi, tôi không muốn đi uống nước. Anh nói đi, anh muốn đi đâu, em đi theo. Có phải cô nói với người ta tôi mượn tiền cô không? Cô đã khiến cho mọi người Quảng Châu đều biết tôi mượn tiền của cô để mua giết. Tức là trần cái đường này phải đi vay mượn tiền, phải xài tiền của đàn bà. Không có, anh Đường, em không có. Cô nhớ kỹ, đâu phải là tôi mở miệng mượn cô, là cô tự động nói cho tôi mượn mà. Bây giờ cô lại đi nói xấu tôi. Không có, em không có đi nói xấu anh. Em thì không có mà. Cũng tại cái thằng công tử bột kia thôi. Không phải là em nói đâu. Tôi đi chung với cô,
Tôi biết rõ là tôi thích con người của cô, chứ không phải là tiền của cô. Không ngờ cô lại đánh giá tôi như vậy. Tuy là tôi nghèo, nhưng tôi có tự ái, tôi biết xấu hổ mà. Không phải đâu, anh nghe em nói nè, cũng tại cái thằng công tử bột đó thôi. Nó giả chó để hù em, khiến cho tiền em cầm bị rớt hết xuống ống cống. Là nó ép em, ép em phải nói rõ thì nó mới chịu đền tiền lại cho em. Cho nên em mới nói rõ, lần nào thì nó cũng thèm phá em đó. Không cần nói thêm, cô chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi. Không phải đâu anh Đường. Sự thật, có phải cô đem câu chuyện cô cho tôi mượn tiền nói cho người ta biết không? Không phải, thật ra chuyện này là... Có phải là cô đem chuyện cô cho tôi mượn tiền nói cho người ta biết không? Anh Đường, thật ra em... Trả lời đi, có phải không? Phải, nhưng mà... Được rồi, cô không cần nói thêm. Cô có nói gì tôi cũng không muốn nghe. Bỏ qua đi. Bỏ? Cái gì mà bỏ chứ? Anh Đường, xin đừng. Một lát nữa tôi sẽ dọn vô cửa xá của công ty để ở. Tôi muốn được yên tĩnh, vì nghĩ tốt cho hai đứa. Tạm thời mình phân ra. Phân ra? Tôi tới đây là muốn nói chuyện này với cô. Tôi nói xong rồi, tôi đi nha. Anh Đường, anh Đường, em không phải là cố tình. Em không phải cố tình nói ra đâu. Anh Đường, anh Đường. Cũng tại cái thằng công tử bột đó thôi. Anh Đường. Minh Hiền à, giấy phép của hãng tàu mình tới tháng 8 là tới hạn. Lần này anh định phái ai đi Nam Kinh để xin giấy phép mới? Minh Quy đi đi. Em hả? Em không được đâu. Em không biết xã giao, lại không biết uống rượu. Em không biết ứng phó cái đám quan viên. Chính vì anh biết em không xã giao, cho nên mới kêu em đi học tập với người ta. Giấy phép của hang tàu 3 năm phải ký lại mà. Không có gì đặc biệt cả. Nhất định phải ký lại, em sợ cái gì? Mình Quỳ, lần này anh chết chắc rồi. Em nghe họ nói là mỗi lần có ông chủ mới tới Nam Kinh thì mấy ông quan lớn nhất định là dẫn họ tới họp đêm, rồi kiếm 8-10 cô gái tới hầu. Tôi sợ cái gì? 8-10 cô gái thôi, có cái gì mà tôi chưa bao giờ thấy qua? Coi nói kìa, nói vài câu thôi đã đỏ mặt như trái cà chua rồi. Minh Quy à, em thì quá thật thà, còn Ngũ Giang Thành thì quá khôn lanh. Hai đứa nhập lại thì thật là vạn toàn. Anh Hai, anh thường nhớ tôi Ngũ Giang Thành, anh thường nhớ tôi ảnh hả? Không đâu, anh chỉ mát bụng thôi. Anh đang bừng rỡ. Em coi đi, Lý Đức Sâm chắc chắn phải chết. Thiếu gì người không mướn lại mướn Ngũ Giang Thành về để giúp việc. Có khác gì kiếm một tảng đá lớn đập vào chân của mình. Anh Hiên à, có nghiêm trọng như anh nói không? Phải. Không có khoe khoang đâu. Nói thiệt là chết chắc đó, không ai cứu được. Ngay lúc đầu thì đã bị Ngũ Giang Thành dỗ ngọt tới chết rồi, thì cứ để Hùng Tài dĩ lược mưu đồ đại chí của nó, khiến cho nó thưởng thức, tiếp theo là bực tức rồi bị hại chết. Đúng là gặp được nó, không chết thì không được. Anh là anh của em. Anh nói có sai đâu. Anh Hai, sao không thấy anh chết vậy? Anh Thành thông minh, nhưng không chết cũng gặp phiền phức. Anh bị tức ngực cũng là vì rầy la ảnh mà thôi. Ngọc Khanh à, đi nói với anh Thành, kêu anh mua thuốc bắp quý giá cho anh tẩm bổ đi. Cái bệnh tức ngực của anh vì ảnh mà ra đó, đúng là cái thứ quần lưu manh. Điện thoại của anh. Alo. Chị Khanh à. Em định hỏi chị là chị với Ngũ Giang Thành có chung một bà má hay không? Chị thì là sự tốt bụng như vậy, còn ảnh cơ bộ ảnh không được khá. Em có nghe người ta nói hay không? Dịch cô cũng mùa đông, con lại dính con kia. Minh Hiền à, 3 giờ rồi chúng ta phải tới tổng thường hội để họp đó. Minh Hiền. Ngọc Khanh, em kêu thằng Cảm lái xe đưa mình tới một cái ga xe trước ga Quảng Châu là tên gì vậy? Trạm Anh Đức. Đúng là Trạm Anh Đức. Anh Hai, anh không có đi tổng thường hội để họp sao? Đây là lần đầu tiên làm chủ tịch. Bỏ mặt đi, quan trọng là anh phải tới Trạm Anh Đức trước 5 giờ. Đi mau. Ừ. Minh Hiền, ra ngoài hả? Dạ phải. Bà có chuyện muốn nói với con. Tụi con phải ra ngoài cấp. Chỉ là một lát thôi. Thằng Sương nó nói là cổ đông của hãng tàu, muốn làm lại một chút việc cho hãng tàu. Nó tự động xung phong đòi tới Nam Kinh để mà ký giấy phép mới. Còn có ý kiến gì? Bà không cần nói. Con quyết không để chú Tư đi đâu. Minh Hiền à, lần này thằng Sương một lòng một dạ, muốn làm một chút chuyện cho hãng tàu thôi.
nó đã làm một bản kế hoạch thôi về việc ký giấy này cho ba coi. Nó viết rất là khá đó. Để nó đi đi, thừa dịp này làm tốt lại quan hệ mà. Phải là người nhà với nhau hòa giải mới đúng. Ba má, hai người đừng có xen vào chuyện này. Nhàn hạ hưởng phước đi, con không cho ông đi. Ngọc Khanh, chúng ta đi. Là thái độ gì? Vậy là thái độ gì? Anh hai, là anh nói với em, biểu em phải lấy lòng ra làm gì cho hãng tạo mà. Minh Hiên nhất định cho em cơ hội, nhưng bây giờ anh coi nó kìa. Ây, đừng có bực bội, tối nay nó về sẽ thuyết phục nó. Khỏi cần, Toàn, Toàn à. Tam lão già. Anh hai chị hai, bắt anh chị phải đi với em. Đi tới mộ mã của ba, chúng ta đứng trước hồn thiên của ba. Em muốn hỏi là, có phải có người có phòng lớn là lớn nhất hay không? Còn thằng con của vợ bé này thì là Hạ Tiễn. Không phải đâu chú Tư, đừng có quá bực bội, đừng quá xung động. Hay là như vậy, chờ Minh Hiên về tới, để chúng tôi nói với nó. Khỏi cần phải nói, Toàn. Để thằng Cẩm chuẩn bị xe. Cậu hai lấy xe dùng rồi. Cẩm à, lấy nhanh một chút. Trước 5 giờ phải đến nơi, phải tới trạm Anh Đức. Em lên tôi này coi, anh tới đợt trước. Làm ơn tránh giường. Làm phiền, làm phiền. Em Canh. Anh hai. Nè, sao lần này tới Quảng Châu mà về gấp gáp như vậy? Lá từ lần trước anh còn nói là sợ lại Thượng Hải để phát triển mà. Phải, lần này tới gấp gáp lắm. Vũ Văn Thành. Ông chủ Châu. Còn nhớ được ông chủ Châu này sao? Bây giờ anh phong quan rồi, người hùng của Thượng Hải. Ngày lễ, ngày Tết, kể cả sinh nhật của tôi, anh không thèm điện thoại tới và cũng không viết vài chữ. Hả? Kính trọng một người là để trong lòng, không phải là trên mép môi đâu. Miệng lưỡi của anh vẫn lợi hại như xưa. ngồi xuống trò chuyện nha. Ngọc Khanh, ngồi đi. Chúng ta sắp làm người nhà rồi mà. Ông chủ Châu, cô bộ không phải tình cờ ngẫu nhiên đi chung xe với tôi chứ? Ngũ Văn Thành quá thật là Ngũ Văn Thành. Được, hôm nay chúng ta trong toa xe này phải bàn về một mối làm ăn. Văn Thành. Ê, dạ anh Sâm, tôi đâu có dám chứ, anh là ông chủ ngân hiệu mà. Đích thân tới đón tôi hả? Phải như vậy chứ. Anh Sâm, anh cũng tới đón xe hả? Văn Thành, chuyện vừa rồi bàn với anh về suy nghĩ lại đi. Không cần gấp, chúng tôi đi trước nha. Được. Anh đi chung xe với nó hả? Nó biểu anh suy nghĩ chuyện gì? Không gì, đã sắp làm em trẻ của tôi, bàn chuyện đám cưới của nó thôi. Anh cũng biết, cái người này chuyện diện tích làm lớn ra. Anh nói là muốn làm cho Linh Đình náo nhiệt lên. Đừng có nói thêm nữa, xe của tôi chờ bên ngoài. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Dương Thành cho anh ở rồi. Mình đi. Đi. Bà, sao đột nhiên lại bị ho vậy? Hôm trước đã lành lại rồi mà. Bà không có gì đâu, chỉ là ho mấy tiếng thôi. Vừa rồi không gió, rồi bị lạnh chứ gì. Vừa rồi ba má đi đâu? Hôm nay chú Tư, ông nổi giận lắm. Nhất định phải bắt cha mẹ tới mộ mã của ông nội con. Còn bắt cha mẹ phải hứa là từ nay người của hai phòng không phân lớn nhỏ, ngang hàng với nhau. Minh Hiền, thật ra lần này ba cũng không có đồng ý con làm như vậy. Thật là hơi quá đáng. Thằng Sương một lòng một dạ muốn làm tốt lại cho hãng Tàu thôi mà, tại sao lại đối xử với nó như vậy? Minh Hiền, Minh Hiền, hòa nhã muôn sự lên nè. Chú Ba, cháu nghe bà nói là chú muốn làm chút việc cho hãng Tàu, cháu rất vui. Nè, mày khỏi còn phải nói nữa. Thật ra thì mày cho tao đi tới Nam Kinh để ký giấy phép cho hãng Tàu hay là không? Nghe cha nói này, trước mắt hãng Tàu của chúng ta giống như là sóng yên bể lặng, nhưng thật sự ra chúng ta đang lâm vào cảnh sinh tử tồn vong. Minh Hiền, hãng Tàu có chuyện gì? Lý Đức Sâm còn cho điện đó lại suốt chiều, lần này càng ác độc, trở khách làm chủ. Nó trút tiền ra mướn Lý Văn Thành về để cùng nhau tới Nam Kinh muốn giật giấy phép của chúng ta. Hả? Đâu có thể dưỡng trôi như vậy. Hãng Tàu của mình đã kinh doanh hơn 50 năm rồi. Hôm nay đã khác xưa rồi bà. Cái tấp người bây giờ không phải coi mình có thực lực hay không,
không phải coi mình có bao nhiêu chiếc thuyền, mà là phải coi quan hệ và sự mánh mung nữa. Hiền, cháu từ hãng tàu lấy 3 vạn bạc cho chú. Chú lập tức đi tới Nam Kinh, đi lo lót, làm tốt quan hệ. Đừng nói là 3 vạn, bây giờ cháu phải lấy ra 6 vạn. Nhưng không phải là chú đi, mà phải phái Ngũ Vạn Thành đi làm chuyện này. Cái gì? Mày kiếm thằng mất dịch đó đi hả? Nó chỉ biết ăn chơi cờ bạc, đâu có biết cái gì. Đúng rồi Minh Hiền, người ở trong ngành ai nấy cũng đều biết cái thằng này phiền phức lắm. Bà đừng có nói nữa, con đã quyết định. Con đã trút hết gia tài và số mạng của mình cùng vận mệnh của hãng tàu vào đó rồi. Tất cả thành bại được thua sẽ cho một mình con gánh lấy. Anh nghĩ một lát con đổ phân về thì nó sẽ thế nào? Chê, đâu cần phải nói. Cặp mắt thì đỏ lòm, nổi lửa ra mặt, còn miệng thì không ngừng chửi mình là đồ rác, đồ tồi. Thiệt tình. Quê, anh nghĩ coi chúng ta có phải là hơi quá đáng hay không vậy hả? Ngon quá. Đúng thì là quá đáng. Chỉ thiếu là báo chí chưa có đăng tải thôi. Nhưng mà không phải đâu. Với cá tính của cổ mà biết mình nói xấu cổ như vậy thì cổ rất có thể giết mình để mà bịt miệng đó. Không được, vậy xin nghỉ phép mấy người để tạm lánh đi. Phải rồi, thu dọn đồ đi, dọn đồ ra đi. Không cần sợ như vậy chứ hả? Nói chỉ là mới nói thôi mà sợ gì. Thì cùng lắm chỉ nói là sẽ tưới nước phân lên mình, nhưng mà không cần sợ. Tôi có chuẩn bị rồi đó mà. Tôi có đem theo cây dù. Nó tưới thì mình đỡ có đúng không? Đâu cần sợ nó hả? Tôi lại nghĩ không cha. Thôi tới giờ rồi. Ui, quả thực như là không ổn đấy nha. Đã gõ chuông rồi mà cổ vẫn chưa tới. Phải ha, cô làm gì đây chứ? Game. Good morning, class. Good morning, sir. Sit down. Không lẽ con đổ phân thì bị mình chơi chết rồi sao? Anh Đường, cho em thêm cơ hội nữa đi. Thiệt không phải là em nói đâu. Em không phải là cố tình nói ra. Cũng tại cái thằng công tử bột thôi. Cô không cần phải nói thêm. Tôi thì không muốn nghe nữa. Anh Đường, tôi không được rảnh. Đi được rồi. Cảm ơn cô Song Hỷ. Anh Đường, chừng nào chúng ta mới gặp lại? Tôi cũng không biết. Cho tôi chút thời gian đi. Chạy xe. Anh Đường, anh Đường, anh Đường. Anh thiệt đã đi rồi. Nè, nhanh tay chút đi. Còn tới mười mấy hộ chưa có đổ đó. Thì đang làm nè, đừng có lăng nhăng nữa. Hôm nay thiếu đi người, làm ơn giúp đỡ giùm làm nhanh tay chút. Ê, sao hôm nay không thấy con đổ phân vậy? Không biết cái con nhỏ này, dạo này nó làm cái gì nữa. Không chịu đi học, không ăn cơm, cả phân cũng không đi đổ. Tôi hỏi nó chuyện gì, có phải bị bệnh không? Nó cứ ngồi làm thinh, không trả lời câu nào. Con nhỏ này nó thiệt là khó hiểu, không biết làm cái gì. Chút nữa về nhà đừng có rầy nó nha. Vừa rồi tôi nghe được nó khóc đó. Nó khóc hả? Sao lại khóc? Song Hỷ từ nhỏ tới lớn nó ít khi khóc lắm mà. Thì phải rồi. Có phải đã gây gỗ với thằng Đường hay không không biết. Thôi không được, làm việc cho xong mau lên đi. Tôi chỉ lo là con nhà đầu đó nó suy nghĩ dài dỗ của sự thắt cổ. Tôi thiệt lo là nó xảy ra chuyện. Không có dễ dàng vậy chứ hả? Chị à, nặng quá nè. Để tôi. Thôi không được, Song Hỷ ít khi nói vậy lắm. Hay là chúng ta làm việc xong mau về coi nó đi, mau lên. Hả? Mình đi đi. Nè, anh để em. Em thì không có mà anh Đường. Em thì không có nói với người ta về cái chuyện anh mượn tiền của em đâu. Cũng tại cái thằng công tử bộ kia thôi. Sao anh lại không chịu nghe người ta giải thích chứ? Chúng ta vốn đang tốt lành mà, sao lại tới nông nổi như vậy? Cũng tại cái thằng công tử bột đáng chết kia. Đúng là có quân ôn thần. Tại sao lại không để cho cái thằng đó chết đi? Ông
trời, ông có phải bị mù không? Rõ ràng hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, sao lại tới nông nổi như bây giờ? Khi không vô cớ chạy tới bờ sông thủ thỉ thì thầm như là phát điên vậy. Nhưng mà mình cũng thủ thỉ thì thầm đó mà. Tại sao bao nhiêu người chết mà lại không thấy cái thằng lưu manh đó chết chứ? Đi chết đi! Đi chết đi! Chết? Cổ cũng phải muốn chết chứ hả? Đồ mất chết! Chết đi! Quay! Quay! Chết ra quay, đi! Quay! Cái đồ mất! Đừng nha! Đừng chết nha! Quay! Chết đi! Wow! Ôi dồi ôi! Thôi! Đừng có sợ! Tôi cứu liền! Ờ? Sao nó càng quá vậy? Anh làm gì vậy? Tôi định tới cứu cô thôi. Anh sợ tôi, lại nói là cứu tôi. Giờ rồi tôi tưởng cô tự tử. Nếu càng như vậy làm sao mà chết người? Tôi chỉ muốn cho anh chết thôi. Chết mày nè, đừng có đánh, đừng có đánh nha. Quay, đừng có đánh, đừng có đánh mà. Xin lỗi, tôi đi trước nha. Cái thằng đáng chết kia còn trời. Mày đi chết đi. Thấy à, chuyện gì dại dột vậy? Vì cái thằng nghèo mạt đó mà nhảy sông chứ, thì là không có thông minh đó. Má, con đã nói nhiều lần rồi, con không phải nhảy sông, mà là bị người ta xô xuống sông. Thôi được rồi, bị người ta xô xuống sông. Nè, uống miếng trà cho ấm người đi. Ba đã có nói rồi, biểu con đừng qua lại với thằng Trần Kế Đường. Nó là cái quân nghèo mạt, con lại không nghe lời. Coi đó, bây giờ bị lâm cảnh này, tại sao còn đâm đầu vô nữa chứ? Không mắc mớ tới anh Đường, tại cái thằng công tử bộ kia thôi. Thôi thôi, không mắc mớ tới thằng Đường. Hai hỉ à, thật ra tướng tá của con cũng xinh đẹp lắm chứ bộ. Đừng có sợ không có ai lấy con. Tiếc là dạo này mẹ không có dư giả. Nếu không lấy chút tiền mua sắm chân diện cho con một chút thì được khá lắm. Anh Đường chia tay với con không phải vì con xinh đẹp hay không, mà tại vì cái thằng khỉ đó đó. Thì phải, trên đời này đâu phải chỉ có một Trần Kế Đường là con trai thôi. Ở trong trường con, xòe tay qua đại cũng có cả đám mà. Có gia tài phong hậu, giống như là cái thằng công tử bột đó. Gia đình khá giả, cho dù muốn đâm đầu vô cũng phải đâm về hướng tụi nó. Đủ rồi, con không muốn nghe tiếp đâu. Miễn là con không muốn cha nhắc tới cái thằng công tử bột kia. Thật ra cái thằng công tử bột đó có gì mà không tốt. Ít ra nhà nó cũng là nhà có tiền. Mẹ đừng có nhắc tới thằng công tử bột kia có được không? Hà Song Hỷ này dù có lấy chó lấy heo cũng sẽ không lấy nó đâu. Ê, sao khi không vô cớ phải lấy cái thằng công tử bột đó? Đã nói là đừng nhắc tới thằng công tử bột đó nữa mà. Đúng. Từ nay đừng bao giờ nhắc tới cái tên công tử bột đó đó, nghe chưa? Đó nghe rõ chưa? Từ nay không được nhắc tới thằng công tử bột đó nữa. Bớ người ta. Ngọc Khanh, sao rồi? Anh Thành nói gì? Anh Hai chịu bàn với anh. Anh chịu bàn với mình là được. Lập tức kêu người chuẩn bị. Lát phải chiêu đãi tốt Vũ Văn Thành. Nè, phải chuẩn bị điểm tâm ngon nhất với lại cà phê Pháp Quốc. Em cũng biết rồi, anh Thành thích uống nhất mà. Anh Hai nói anh không tiện tới hàng quản dựng, biểu anh rút thì giờ tới khách sạn đi gặp ảnh rồi ngồi xuống bàn thảo. Được rồi, kêu Minh Phụng chuẩn bị văn kiện của hãng tàu, 10 phút sau xuất phát. À, vậy này nhất định làm chú Châu rồi. Ngủ tiên sinh có chuyện phải làm cho nên tới trễ một chút. À, không sao, chúng ta ngồi xuống uống nước rồi chờ. Ê, ngồi đi. Giang Thành, rốt cuộc anh đã tới. Quả nhiên là người hùng đó. Thiệt là xin lỗi nha, bởi vì có công vụ nên bị trễ, bắt các vị phải chờ một mình tôi. Xin các vị đừng trách. À, không sao, chúng tôi chỉ ngồi chờ một hồi thôi. Được, bà ngồi đi, tự nhiên ngồi.
Chuyện gì còn đứng đó? Ngồi đi. Mời ngồi. Ngồi đi. Thời gian của chúng ta rất quý báu, vậy thì chúng ta đừng có lãng phí thêm nữa. Hôm nay tất cả viên chức của hãng tàu chúng tôi viết lại văn kiện đều ở nơi này. Bây giờ Nam Kinh gió mây đổi sắc, giấy phép của hãng tàu không dễ dàng mà ký được đâu. Nếu không khó thì đâu có dám đánh động tới anh Thành chứ. Nói cũng phải. Thú thật nha, nếu là người khác tôi không thèm đếm xỉa tới đâu, nhưng Minh Hiền lại khác. Nếu không phải hôm xưa anh đã giới thiệu bạn bè mời tôi đi Thượng Hải chơi, thì Ngũ Vạn Thành này không có ngày hôm nay. Được, cái chuyện ký giấy phép mới của hãng tàu giao hết cho tôi đi. Được anh giúp đỡ là tôi yên lòng rồi. Nhưng mà tôi giao trước, nếu như bắt tôi chắc chắn có lòng tin làm xong cái chuyện này, thì phải hứa với tôi ba chuyện. Có điều kiện gì xin cứ nói. Có tiền thì mua tiền cũng được, phải lò lót chài chọt, nhất định phải có tiền. Đúng, anh cần bao nhiêu? 10 vạn. 10 vạn? 3 năm trước chúng ta lấy cái giấy phép đó chỉ dùng đi 3 vạn 5 ngàn mà thôi, đâu cần nhiều như vậy. Văn Thành nói 10 vạn thì nhất định có lý do của anh. Huống chi 3 năm trước là chuyện của 3 năm trước, đem theo chút tiền tới Nam Kinh cũng tốt mà. Ít ra khi ký giấy phép cũng có lòng tin hơn, phải không Văn Thành? Đương nhiên. Điều thứ hai là gì? 10 vạn bạc này phải chuẩn bị cho xong trong vòng 3 ngày. 3 ngày? Trong thời gian ngắn ngủi vậy làm sao mà gom đủ số tiền lớn chứ? Anh... 3 ngày tuy hơi ngắn một chút, nhưng mà thành sự tại người. Tôi thì không chọn lầm ông chủ. Điều kiện thứ ba là gì? Lần này tiền thù lao đi Nam Kinh tôi không lấy, nhưng mà sau khi xong chuyện tôi lấy 5% cổ phần của hãng tàu. Anh điên rồi hay sao? Đừng có hòng. Hãng quản nhận là chuyện làm ăn của nhà họ Châu chúng tôi mà, cho anh 5%. Anh là ai? Có tư cách gì? Nè nè, chú ba, chú ba. Chú ba muốn đi thì cứ để ông đi. Các người ngồi xuống. Anh đừng có trách tôi đưa ra điều kiện như vậy. Nếu như tôi là cổ đông của hãng tàu, lúc làm việc đương nhiên khẩn trương một chút. Tôi tin rằng các người cũng yên lòng để cho tôi đi Nam Kinh đó mà, đúng không đi? Đúng. Văn Thành, anh nói đúng. Nếu anh là cổ đông của hãng tàu thì chúng ta như là đi chung chiến tàu, lúc mà anh làm việc thì càng được xuất sáng hơn. Huống chi tôi sắp cưới Ngọc Khanh rồi, chúng ta sẽ là người nhà. Không sai, hãng tàu là sự làm ăn của gia tộc chúng ta. Còn Giang Thành muốn lấy 5% cổ phần, không sao, tôi sẽ rút 5% từ cổ phần của tôi cho anh. Tốt, ông chủ Châu đúng là ông chủ Châu, thiệt là thẳng thắn. Chuyện này quyết định vậy đi, chúng tôi đặt văn phòng ở Đại Tâm Nguyên, chúng ta vừa ăn vừa bàn nha. Để chúc mừng chúng ta hợp tác thành công làm ăn phát đạt, lúc đó phải uống thêm vài ly, có đúng không? Tốt. Minh Hiền, anh yên lòng đi, tôi tận hết sức của mình. Anh có thể mua sẵn cái khung gắn giấy phép mới vô đi. Vậy là mọi việc giao cho anh. Tóm lại một câu, Châu Minh Hiền này đã trút hết tài sản cùng tính mạng của mình lên anh rồi đó. Anh không có chọn lầm người đâu, tôi quyết không để cho anh bị thất vọng. Trưởng Bình, khi tới Nam Kinh, cho dù Giang Thành căn dặn anh làm gì, anh hiểu thì dĩ nhiên phải làm nha, không hiểu cũng phải làm theo. Anh phải coi Giang Thành như là tôi vậy, có biết hay không? Dạ biết ông chủ. Anh hai, khi tới Nam Kinh rồi mọi việc phải cẩn thận. Anh có chừng mức mà. Xe đã sắp tới bến rồi, tôi phải đi vô, các người về đi. Có chuyện gì mà nhìn sợ cái chỗ con Đỗ Phân vậy? Đâu cần hỏi, nhất định là nhớ tới nó rồi. Thiệt điên, tại sao phải nhớ tới nó? Ê, tôi ước gì nó bị biến mất để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Cũng không cần biến mất nghiêm trọng như vậy, dù sao con Đỗ Phân này đem lại nhiều lạc thú cho tụi mình đúng không ạ? Nói cũng đúng, không có con Đỗ Phân ở đây tí lịa, thiệt thấy đi học cũng không có động lực gì, sinh hoạt của nhà trường không thấy vui nữa. Nè, có phải là có con Đỗ Phân biết đấu không có lại tụi mình, rồi không đi học đánh né tụi mình hay không hả? Đừng bao giờ, đang chơi hứng quá đi, không có nó vậy là bị cục khống rồi. Ý, vẫn còn chơi được mà.
Bạn Song Hỷ, hôm qua sao lại không đi học vậy, khiến chúng tôi lo lắng đó. Wow, có bị cảm hả? Đi khám bác sĩ đi. Chê, biết mà còn hỏi hả? Người ta đã đưa hết tiền cho anh Đường rồi. Anh nói gì? Tôi là nói cô đó. Nếu như anh Đường biết cô vì anh mà bị cảm, chắc chắn là anh đau lòng lắm. Đó là tiền nhiều, sức khỏe sẽ yếu dữ lắm. Nhưng mà tiền cô đưa hết cho anh Đường rồi, còn tiền đâu mà sức khỏe bị yếu nữa, phải không đây cậu Thí? Anh nói đã chưa, Châu Thiên Thí? Nãy giờ tôi đâu có nói gì. Còn làm bộ. Anh là đàn ông mà chỉ biết nói xấu người ta sau lưng, đúng là cái đồ hạ tiện. Quên nè nè, bạn Song Hỷ à, nghe tôi nói cái đã. Nếu như xét về hạ tiện thì còn thua cho anh Đường đó. Phải, dù sao thì anh cũng xài tiền của đàn bà. Dù sao chúng tôi cũng xài tiền trong túi của mình mà. Mấy thứ dân xài tiền của đàn bà thì không khá đâu. Chỉ có cô mới quý nó như vậy thôi, có đúng hay không? Thế là bị bà. Phải. Ê, thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tới giờ rồi, chúng ta về chỗ đi. Anh nói đã rồi không cho người ta nói phải không? Hà Song Hỷ này không dễ bị ân hiếp đâu, tôi cho anh biết nha. Tôi không tin là không ai thu phục được anh. Tránh ra. Wow. Nói không lại người ta thì bỏ đi vậy hả? Thì phải, còn xô người ta nữa. Ông chú Châu, cô lại làm cái gì đây? Châu Thiên Thí quấy rầy tôi học hành, còn ấm hiếp tôi. Nè, ở bên này. Sao ồn quá hả? Hôm nay coi như là bớt nhiều lắm rồi. Trong lớp học mà như vậy được sao hả? Một lát ông coi là biết ngay. Thiên Thí đâu? Cái người thứ ba, ở hạng thứ hai, không đang ngủ đâu. Hẹn chừng hôm nay vấn vẻ như vậy, mất đi tiếng nói của hắn. Học sinh mà được như vậy hay sao? Thầy giáo đâu rồi? Đang giờ nghỉ mà, chuẩn bị ăn cơm nên không có thầy giáo. Một lát ăn cơm thì càng lợi hại. Nè bên này nè. Ăn cơm đi, tớ vợ con rồi. Ăn cơm đi. Cậu nghỉ à, mời ăn cơm nha. Hả, thích vậy ăn cơm. Ê, vô bàn đi, vô bàn. Thường ngày họ cũng ăn cách sang trọng vậy sao? Cả ông chú Châu cũng không biết. Sáng sớm tôi đã về hãng tàu, đâu có biết nó ăn gì. Lại chơi nữa hả? Wow, lại chơi nữa. Nên tôi đãi anh. Tại sao lại quăng đồ ăn bừa bãi vậy? Chắc chắn là chơi bóng có không có đủ dày. Bọng ngư không được ngọt, gì có không có được thơm. Thường hay như vậy mà. Nếu không thích ăn thì đem dục bừa bãi. Mày cho mày nè, cho mày. Sao lãng phí đồ ăn vậy? Không ai đếm xỉa hết à? Ai dám hô hé. Tam đại hỗn thế ma dương của tỉnh thành, nhìn thấy hắn là bỏ chạy ngay. Vậy cũng được hay sao? Thiếp dựng à, bọn ngươi có phải là quả lớn hay không? Ăn khó tiêu lắm đó. Không thèm. Đãi mẹ ăn đó. Hả? Có gì chứ? Thì lại đây. Phải rồi. Tại sao vậy hả? Phải, chọi chúng ta thì có 1 đồng, chọi chúng tôi nó thì có 10 đồng. Chọi đây, chọi đây, chọi nè, chọi nè, chọi nè, chọi nè, chọi nè, chọi nè, chọi nè. Châu Thiên Thí. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Đánh ra. Đánh ra đi. Đánh ra. Đánh ra. Nghe nói cho bác đi mà. Thằng Hỷ này đâu rồi? Mày trốn đâu? Mày trốn ở đâu hả? Mẹ đâu? Bác à, nói đi. Mày ra đây đi. Cái thằng Hỷ này, mẹ đâu? Bác à, mẹ đâu hả? Nghe cho nói đi. Ông chú Châu, Thiên Thí ở chỗ này nè. Hỷ này à, ba à, ăn cơm chưa? Ăn cơm hả? Bào ngư cũng bị mày dục bỏ cần hết thôi. Còn nói ăn cơm, đi với ba. Đi đâu? Xong Hỷ theo tôi. Wow. Hỷ, đi. Ê, ông chủ Châu, đã tới nhà trường rồi hả? Nè, cùng nhau đi ăn cơm nha. Hả? À, cảm ơn, à, cảm ơn. Mời. Được. Hiệu trưởng à, thương hiệu của chúng tôi hàng năm đã quyên nhiều tiền cho nhà trường. Thật ra các người dạy kiểu nào? Vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy rùm beng trong lớp học làm bậy làm bạ, đâu có giống như là học hành. Ông chủ Châu, tôi cũng hiểu được. Thực ra tôi cũng định nay mai gặp các vị gia trưởng để bàn thảo lại. Thực ra bản tánh của Thiền Thí không phải là xấu lắm đâu.
còn rất thông minh nữa. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn sống trong gia đình giàu có. Tôi hiểu. Hiệu trưởng, chúng ta quen biết lâu năm, lần này ông nhất định phải giúp tôi. Cái thằng con này càng lúc càng bậy bạ. Ông đừng lo chúng tôi làm gia trưởng mà đau lòng. Nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh. Tôi quyết không phàn nàn nữa lời đâu, trái lại còn cảm kích ông. Ý ông chủ Châu, ông hiểu biết lý lẽ thì được rồi. Chúng tôi nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt cái đám học sinh này. Cảm ơn ông trước. Hà Song Hỷ, chuyện gì ông chú Châu? Tôi muốn hỏi cô, nếu như mướn một người đi đổ dạ hương thì phải tốn bao nhiêu tiền? Khoảng 12 đồng. Có chuyện gì? Chỗ này có 200 bạc, cô lấy về cho ba cô, kêu ổng mướn một người thế cô đổ Phật để cô tập trung học hành. Không được, tôi đâu có thể nào lấy tiền này. Không được. Không phải khi không lấy tiền này đâu, cô sẽ giúp tôi làm một việc lớn lắm đó. Giúp chuyện gì? Giúp tôi coi chừng cái thằng con này. Hả? Nếu nó làm gì sai trái lập tức báo cho tôi biết. Bà nói chơi thôi hả? Không phải là nói chơi. Hà Sâm Hỷ là người thẳng thắn, nhất định không chỉ tư đâu. Có cổ coi chừng con ba mới yên tâm. Không sợ chứ? Không sợ, tiền đó là có. Coi chừng thằng khỉ này, Hà Sâm Hỷ này quyết không có chối từ. Cho dù là không trả tiền, tôi cũng chịu lòng. Sao đây? Cái thằng khỉ này thường ngày như là xúc chuồng, sao hôm nay ủ rũ quá vậy? Đã bị đuối sức rồi sao? Làm gì? Cả nói chuyện cũng không thèm hả? Ba, con, chúng ta dù sao cũng là cha con với nhau đó mà. Ba đâu có thể nào bị ông đổ phần đó quản thúc con vậy chứ. Khó hiểu lắm. Vậy mà con cũng dám nói ra được hả? Con hãy coi Song Hỷ đi, mỗi tối đều giúp người nhà đổ dạ hương, không được ngủ. Trời sáng thì nghỉ vội vã, về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi học liền. Còn con cứ lo phá người ta, làm trở ngại người ta học. Con thiệt không biết quý chút nào. Con đang được hưởng phước mà không biết. Con đã 20 mấy tuổi rồi, muốn chọc tức chết ba sao? Ba, đừng nghiện. Ba sao rồi? Cô đưa ba đi nhà thương nhờ. Không cần. Thiên Thủy, ba của con đã thực sự kiệt lực rồi, không lo được cho con bao lâu nữa. Ba, lần này cô nên thân một chút đi. Bây giờ Hán Tào đang lúc sanh tử tồn vong. Sanh tử tồn vong? Sanh tử tồn vong, con biết. Cho dù bẩm sinh con sinh ra để báo hại nhà này, nhưng cũng phải chờ ba thắng cái trận đã rồi hãy phá, có được hay không? Dạ được, mai mốt mới phá. Mai mốt rồi mới phá. Con thiệt phải nên thân lực, phải biết dâng lời. Con biết rồi, ba đừng có giận nữa. Ba đứng dậy đi. Mình đi. Đừng có nói chuyện ba không được khỏe với bất cứ ai, có biết không? Con có nghe lời ba không vậy hả? Con không nói. Con không nói đâu. Minh Hiền à, thật ra Ngũ Dạng Thịnh có đáng tin cậy như vậy không? Như con đã nói là con đã trút hết gia sản và tính mạng của con lên mình của nó rồi. Nó giống như con dì bị đứt dây, đã đi 5-6 ngày mà không có điện tín về, biệt tâm biệt tích luôn à. Vậy tính sao đây? Mẹ thì không biết làm ăn, nhưng mẹ biết được nếu lần này mình không được giấy phép mới là hãng tàu của mình sẽ bị mất sạch. Má yên tâm đi, cả kế hoạch Giang Thành đều nắm vững ở trong bụng. Lần này anh nhất định sẽ thành công. Ba nhất định sẽ được thành công đó mà. Các người cứ việc yên tâm đi. Nè, mình ăn cơm. Anh hai có điện tính gì?
anh Thành có định tính về rồi nè. Nói là công việc lo lót đã tiến hành suôn sẻ, nhưng chính phủ Nam Kinh nhân sự phức tạp, phải làm từng bước một, lo lót dài dòng. Có được điện tính này rồi là tôi đã yên tâm. Minh Hiền, ở trong điện tính có nói là tới chừng nào thì giấy phép được ký xong hay không? Ba không tin Giang Thành cũng phải tin con. Lâu nay con không nhìn lầm người, lần này cũng không ngoại lệ. Minh Hiền, đừng quên để nói cái gì nha. Câu chuyện này thành công hay không là mày cũng phải gánh đó. Thiện Thí, ăn cơm. Chúng ta ăn cơm. Chú Ba, ăn cơm đi. Minh Hiền à, Triển Bình có điện tính gì? Triển Bình điện tính, nói sao? Anh tự đọc đi. Ông chủ, Ngũ Văn Thành sau khi tới nơi, chuyện đầu tiên là đã mua căn nhà để nghỉ ngơi. Sau đó thì mua chiếc xe hơi, rồi thì mướn tài xế, mướn người ở tùy tùng. Tất cả đã xài đi 2 vạn 2 ngàn đồng. Nhưng mà vẫn chưa thấy ông làm cái gì hết, thậm chí là ngay cả việc đi ký giấy phép. Còn nữa ông chủ, Bộ trưởng Thường vụ phụ trách ký giấy phép thì đã thăng chức rồi, bây giờ chức gì này vẫn còn trống. Tôi thiệt lo lắm. Ngũ Văn Thành như là không để ý tới chuyện này. Công việc lo lắng tiến hành suôn sẻ. Ông chủ, tôi thiệt là lo lắng. Ngũ Văn Thành hình như không để ý đến chuyện. Minh Hiền, anh nghĩ là ai phụ trách việc ký giấy phép tôi chưa biết, nhưng mà anh hai của em đã mua xe mua phòng, anh làm cái gì đây? Không có gì đâu, anh mới tới vài ngày thôi, làm từng bước một cũng đúng mà. Đừng có lo, Châu Minh Hiên này không thua đâu, lần này quyết không sai. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.